nói gì bây giờ? Ngọc chỉ có ngày đầu thôi em ơi, hôm khai mạc thôi. Đó là Luxury Sedan, đó là SUV, Compact Car và dòng Dream Car. Chúng ta sẽ cùng lướt qua rất nhanh trước khi chúng tôi mời quý vị bước vào trong khu trưng bày của Mercedes-Benz. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì Mercedes-Benz đã giành được chiến thắng vang dội lần thứ tư vô địch thế giới tại đại giải đua xe công thức 1 với thương hiệu Mercedes-Benz, Mercedes-AMG Petronas. Và điều đó cũng cho thấy có sự tương đồng về mặt thiết kế, về mặt công nghệ xe của công thức 1 và Mercedes-AMG. Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu khu AMG của Mercedes. Vào tháng 8 năm 2017 thì Mercedes đã giới thiệu hai mẫu xe là GLA 200 và GLA 250 4MATIC. Và tại Việt Nam International Motor Show năm nay, chúng tôi giới thiệu mẫu xe GLA 45 4MATIC của Mercedes-AMG.
Đây có thể coi là một chiếc siêu xe đường phố với động cơ 4 xi lanh mạnh nhất thế giới, với năng suất công suất lên đến 381 mã lực. Và thưa quý vị, mặc dù là mang hình dáng của một chiếc SUV nhưng trọng lượng của nó chỉ hơn 1,5 tấn. Và điều đó giúp cho nó cùng với động cơ siêu hạng có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,4 giây. Bước đến khu C-Class, chúng ta gặp gỡ với những mẫu xe có thể nói là được ưa chuộng nhất trên thị trường trong dòng sedan hạng sang. C200 và C250 mang với động cơ cập nhật mới nhất của Mercedes, đó chính là động cơ 9 cấp Nitrotronic. Và tại đây chúng tôi mang tới hai màu là Nocitrine và Blue Crystal. Bên cạnh C-Class, chúng ta sẽ cùng khám phá dòng E-Class, là chiếc xe luôn được đánh giá cao với thiết kế thông minh cùng với những gì được coi là rất tiện lợi. Chúng ta hãy cùng điểm qua những gì được tích hợp trong chiếc xe siêu hạng này. Đó là camera lùi hoặc camera 360 độ, hệ thống Attention Assist, hệ thống ESP Curve Dynamic Assist, Crosswind Assist cùng với 9 túi khí an toàn và hệ thống đèn Multi Beam LED. Bên cạnh nữa, ở đằng kia chúng ta sẽ có dòng S-Class, vốn rất nổi danh của Mercedes là những chiếc siêu xe. Và thưa quý vị, năm nay chúng tôi cũng mang đến đầy đủ bộ sưu tập của S-Class tại Vietnam International Motor Show. Ở phía đằng sau này chúng ta sẽ có khu SUV, và với những cái tên đang dẫn đầu trong thị trường xe địa hình tại Việt Nam có thể kể tên cũng có mặt tại đây, đó chính là GLC, GLC 300 Coupe, GLE và GLS. Nhưng điều rất bất ngờ mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị là một mẫu siêu xe với những thiết kế thật tuyệt vời. Nó được gọi là thiết kế sự gợi cảm thuần khiết. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi muốn giới thiệu mẫu S400 Pomatic Coupe. Điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế của nó đó là hệ thống đèn thông minh đằng trước LED được gắn với 94 viên pha lê Swarovski, và viên thứ 95 nằm ở phía bên trong ở bảng trung tâm điều khiển của chiếc S400 Pomatic Coupe này. Và quý vị sẽ có cơ hội được khám phá nó ngay trong một ít phút nữa thôi. Xin giới thiệu thêm, với chiếc siêu xe này chúng ta sẽ sở hữu động cơ V6 mạnh mẽ với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian Pomatic, và giúp nó có thể lướt đi nhẹ nhàng trên mọi địa hình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng bước qua hàng rào và vào trong khu trưng bày của Mercedes. Và xin mời quý vị hãy cùng trải nghiệm, hãy cùng khám phá. Nếu có bất cứ câu hỏi nào thì các nhân viên đại diện của các nhà cung cấp phân phối của Mercedes-Benz tại Việt Nam vui lòng trả lời cho quý vị. Khu phòng VIP đằng kia sẽ dành cho tất cả những quý vị nào quan tâm hơn nữa và nhanh chóng trở thành đứng ở trong ít người hơn đó em ơi. Ở ngoài và đông lắm. Chúng tôi mang đến một món quà cho quý vị, đó chính là những chương trình ưu đãi mà Mercedes-Benz Việt Nam sẽ mang đến. Ưu đãi đầu tiên là hỗ trợ lệ phí trước bạ trị giá tới 50 triệu đồng. Ưu đãi số 2 là chị đi ba mình á kính ơi, nếu bảo dưỡng miễn phí giá trị trong vòng 3 năm. Chương trình sẽ được áp dụng tại các đại lý ủy quyền trên toàn quốc từ nay cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2017. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng khám phá trải nghiệm với bộ sưu tập 19 mẫu xe của Mercedes-Benz tại triển lãm ô tô Việt Nam quốc tế năm nay. Xin được chúc quý vị sẽ có trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại. Kìa, chị không dám vô.
quay xong xóa. Quay xong xóa. Tắt nha mấy đứa. Coi nữa không tắt nha. Có bé hỏi em là sao không để make up như hôm qua đi đây. Đúng rồi, em thích make up tối qua chị. Tối qua chị. Sao không để mặc make up như hôm qua? Bye bye, bye bye.